Các bạn thân mến, năm nay đợt lấy hàng mới về của tôi chỉ được có 5 con Yamaha chạy dầu và 4 con máy Honda phát điện. Có nghĩa rằng đợt năm nay tôi đi lấy hàng chỉ có được 9 con mà toàn công suất lớn các bạn. Toàn từ có 4 con Yamaha này. Đây, tôi quay cho các bạn coi. Lấy được 4 con Yamaha chạy dầu. Công suất cực đại là 6 kW và cực tiểu là 5,5 kW. Rồi. Rất thuận tiện cho xài gia đình. Thì tôi lấy được có 5 con này và 4 con máy phát điện chạy xăng. Thì bữa nay thì tôi xin cũng gửi tới các bạn cái con Yamaha. Nó đây. Cái máy Yamaha này là máy hàng nghĩa địa mà tôi lấy bên Thái Lan đi qua đường Campuchia. Bởi vì năm nay thì có cái cuộc khủng hoảng thương mại Mỹ-Trung cho nên là hàng về cũng bị ảnh hưởng. Toàn máy lớn, không có máy nhỏ nha các bạn. Toàn từ 5,5 kg cho đến 15 kg. Tôi có 4 con 15 kg Honda. Mà bữa nay tôi chỉ xin review cho các bạn coi cái máy Yamaha. Tôi có 4 con Yamaha này. Rất là đẹp. 4 con Yamaha chạy dầu nha các bạn. Đó, nghĩa địa. Thế thì các bạn đã biết thì cái hàng Yamaha của Nhật bãi này thì là mà nó chạy dầu thì tuyệt vời rồi. Khỏi phải bàn. Chất lượng là vô địch. Rất là khó hư bởi vì nó chạy dầu. Đây cũng giới thiệu với các bạn. Cái con Yamaha 6HP này á, thì nó xài cái đầu kéo là cái đầu kéo 8 ngựa các bạn. Đây, đầu kéo dầu 8 ngựa. Chạy dầu nha, chạy dầu DO. Cũng xin nói với các bạn vậy. Đây bảng điều khiển của nó đây. Nó có công tắc đề. Đây, công tắc đề đây. Đó, tôi bật đề. Đấy, đây. Thế và đồng hồ, vôn, automat. Đây. Và ra 12V. Đó, và có hai ổ cắm ra 220. Cái hàng này là hàng Yamaha nhập khẩu cho các nước Đông Nam Á. Có nghĩa là nhập khẩu cho Thái Lan thì nó là 220. Đây, 220 nguyên thủy. Hai ổ cắm ra. Thế và công suất của cái củ phát này là 6 kg. Đây nó đây. Quay cho các bạn coi luôn. Đó, củ phát 6 kg. Và cái máy này là máy đề nha các bạn. Máy đề. Đề nổ và giật nổ. Đây, cái bình nó để đây. Thế nhưng mà trong quá trình để bãi thì cái bình nó đã hư hỏng rồi. Thế đây. Đó. Đây là củ phát của nó. Củ phát 6 kW. Và cái đầu kéo là đầu kéo máy dầu. Đây. 8 ngựa. 178F. Có nghĩa là 8 HP đó các bạn. Đây. Quay rất kỹ cho các bạn coi. Đây. Đó. Diesel. Đó. 178F có nghĩa là tương đương với 8 HP đó các bạn. Đầu máy dầu 8 ngựa. Đó. Đầu kéo. Và củ đề là củ đề Hitachi. Đây. Đó, củ đề Hitachi đó các bạn. Đó. Cái máy mà các bạn muốn kiểm tra coi nó xài lâu hay xài mau thì các bạn cứ nhìn cái ống xả. Đó là các bạn biết. Xài ít thì xài nhiều là ống xả hết nha các bạn. Đúng. Ống xả còn rất mới. Nó thẳng vậy là rất mới. Cái máy này còn khoảng cỡ 70-80%. Đó. Máy chạy dầu diesel. Đây. Ở trên này nó có ghi một loạt tiếng Anh. Những cái mà mình để mình lưu ý. Quả thật là nó nói mình kiểm tra là kiểm tra nhớt này, đây, nhớt kiểu này ha, và không được để nước vô. Thế mà nó để ngoài bãi biết bao nhiêu năm. Thế mà cái nước sơn này cực kỳ các bạn. Để ngoài bãi như vậy mà nước sơn vẫn còn tốt, tốt nguyên luôn á. Đây cái bình xăng cũng còn sáng.
Đây là cái hệ thống báo dầu và đây là cái bản cảnh báo. Nói chung là cái máy này là nó là 50 hạt đây, ghi rõ 50 hạt, cực kỳ, máy rất là đẹp các bạn, đồng thanh đồng thủ đó. Thế còn cái máy dầu này thì sao? Máy dầu là 8 ngựa đấy, đây trong rất còn mới, rất mới, bởi vì nó là chạy dầu cho nên là rất là bền. Tại sao lại là bền? Bởi vì nó không sử dụng buji đánh lửa nha các bạn. Máy chạy dầu nó sử dụng là heo dầu và bếp phun. Heo dầu và bếp phun. Đó. Đây cái heo dầu của nó đây này. Đó. Rồi cái bếp phun nữa. Ở trong đó thì nhìn không rõ. Nó bị phi tít trong á. Các bạn dòm thấy cũng rửa còn rất mới ha. Đó. Còn đây là cái đổ lỗ đổ nhớt. Ổ nhớt thì nhớt bình thường, nhớt 4 thì bình thường của mình thôi. Còn đây là cái hệ thống báo khi mà nhớt hết thì máy không bao giờ khởi động được. Thấy các bạn, nhớt khô thì máy không bao giờ khởi động được. Đó. Đó, đây là cái núm kiểm tra nhớt. Đó. Còn đây là cái hệ thống mà mở dầu. Đây này, hệ thống bật này. Đó. Khi mà chúng ta muốn nổ máy thì chúng ta phải bật như thế này. Kéo cần về phía đó. Còn khi mà chúng ta tắt máy rồi, đó nó bật rồi đấy. Chút xíu là tôi sẽ demo nổ máy luôn cho các bạn coi. Đó. Lý do tại sao mà nói cái máy dầu này nó bền hơn là máy xăng, bởi vì quả thật nó không sử dụng buji đánh lửa mà nó sử dụng là heo dầu bếp phun. Nó dùng áp suất cao cho nên là nó ép ép cái bếp phun phun ra những cái tia dùng phun những cái tia dầu ở cái heo dầu bơm lên và lợi dụng cái áp suất cao nó sẽ tạo ra tia lửa đấy, và đốt cháy luôn nhiên liệu ở tại trong buồng đốt nha các bạn. Cho nên là cái máy dầu chạy bao giờ cũng bền gấp 2-3 lần máy xăng đấy. Và chính lý do đó cho nên là cái lốc của nó rất là dày dặn các bạn đó. Nó bảo vệ rất là nhiều ốc này, bởi nó sử dụng là áp suất rồi. Dùng áp suất để nén thành tia lửa để như là dầu phun vô tạo đốt cháy dầu bằng áp suất chứ không phải đốt cháy dầu bằng tia lửa như là mấy cái máy xăng. Cho nên là máy dầu bao giờ nó cũng cao giá hơn máy xăng mà xài rất là bền, 20-30 năm không xi nhê gì hết đó các bạn. Đấy đây thế rồi đây là có cái hệ thống báo nhớt của nó. Nếu mà nhớt chúng ta khô hoặc nhớt không đủ hoặc là cái nhớt của chúng ta mà nó lão hóa rồi, nó quá đát rồi thì máy chúng ta cũng không nổ được ha các bạn. Đây là tay ga, đây là ga. Trước khi nổ chúng ta bật ở phía bên tay phải này. Đó. Thấy không? Tôi tắt đây. Đó. Thế thì cái máy dầu này tôi lấy được về 4 cái. Thấy các bạn, 4 cái máy dầu này. Công suất cực đại là 6 kW và công suất min nữa là 5,5 kW. Đấy. Và tần số là 50 Hz, có nghĩa là rất phù hợp với tần số điện Việt Nam. Đó, quay cho các bạn coi một lần nữa, rất là tuyệt vời. Đây, tôi lấy được 4 cái. Bây giờ là tôi sẽ nổ máy cho các bạn coi. Cái máy dầu Yamaha của Nhật này thì nó vừa đề vừa giật bằng tay các bạn. Đây, vừa đề nổ rồi giật bằng tay đây. Đây ha. Đó. Và đề nổ bằng bình, nhưng mà tôi sẽ chưa lấy bình ra. Thế tôi sẽ đổ nhớt, đổ dầu, dầu DO vào và tôi sẽ nổ máy cho các bạn coi. Máy Yamaha. Lấy được 4 cái. Rất là cực chất nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ lắp bình vô tôi nổ máy cho các bạn coi. Đây thưa các bạn, tôi đã lấy cái bình tôi lắp vô để tôi đề nổ demo cho các bạn. Tôi mới đổ nhớt, đây nhớt này các bạn. Nhớt cũng rất bình thường thôi. Đây. Đây chúng ta cho nhớt này các bạn. Đó. Nhớt bình thường của xe 4 thì thôi. Đó. 80.000, ở quê tôi bán 80.000 một cái bình này. Đó, 79.000, 80.000. Đấy chúng ta cho vô đây. Đó. Trước tiên bất kể muốn chạy máy nổ hoặc là máy xăng hay máy dầu, chúng ta đều phải kiểm tra dầu trước. Đó. Rồi xong mới đến xăng hoặc dầu. Và dầu tôi cũng đã đổ. Tôi có đổ có 2 lít dầu DO. Và tôi cũng đã lấy cái bình.
Cũng thưa xin nói thêm với các bạn rằng tất cả các loại máy phát điện Nhật Bản luôn đứng hàng đầu. Và hãng Yamaha này với máy dầu là cũng đứng hàng đầu thế giới. Mặc dù Mỹ rồi Italia rồi Hàn Quốc cũng có sản xuất, thế nhưng mà đều xếp hàng thứ hai, thứ ba so với cùng giá thành. Đó. Tuy nhiên là máy của Nhật thì đắt hơn một chút xíu, thế nhưng mà cái độ bền thì nó có khả năng kéo dài gấp đôi tuổi thọ, gấp đôi. Độ bền rất là bền. Chính vì do đó cho nên là cứ nói đến Nhật Bản là một thương hiệu rồi. Mà nhất là thương hiệu Yamaha, máy phát điện rồi máy cày, máy sới. Nói chung là tất cả các loại động cơ nổ, động cơ phát điện, hãng Yamaha mà chạy dầu, Yamaha luôn đứng đầu. Thế cho nên bây giờ là tôi sẽ lắp bình và tôi sẽ nổ máy cho các bạn coi. Đây. Cũng xin nói với các bạn rằng tôi nhập về được 4 cái như thế này. À, có 4 cái à. Đây. Và 5 cái máy phát điện chạy xăng 15 kW, máy lớn đó các bạn. Để cái video sau tôi sẽ demo cho các bạn coi. Đây. Đó, bây giờ là tôi đề máy cho nổ ha, chứ không có giật đó ha. Đây, chúng ta bật quên không nổ, lý do là chúng ta chưa có thải dầu xuống này, chúng ta phải bật thằng này này ha các bạn. Đó. Thấy không? Đó. Đây. Đó, chúng ta tắt máy. Đó. Đó, các bạn thấy vậy đó, đó là tiếng nổ thì tất nhiên là tiếng nổ rất là êm. Đó, lớn hơn máy xăng nhưng mà rất là êm, tất nhiên nó phải lớn hơn máy xăng rồi. Thấy các bạn, đó. Rất là tuyệt hảo, tôi lấy được 4 cái này về thì hôm nay tôi lại bô để mua cho các bạn coi là như vậy. Thế. Và giá thành thì các bạn nào thực tế muốn mua thì các bạn điện thoại 0938 067 456 gặp Vinh, tôi sẽ báo giá ha các bạn. Đó, giá rất là mềm. Và xin các bạn rằng bạn nào đầu tiên mà điện thoại lấy một cái máy đầu tiên, tôi sẽ giảm ngay 200.000 ha các bạn. Đó, đó, giảm ngay cho 200.000 tiền xăng. Đó, để chuyên trở về nhà. Bởi cái máy này cũng khá nặng à nha các bạn. Ờ, khá nặng, cũng gần 100 kg á. Ha. Đó, vậy thì hôm nay tôi demo cho các bạn coi là tôi lấy được 4 cái Yamaha. Xin nói lại các bạn này, tôi lấy được 4 cái Yamaha chạy dầu, công suất 6 kW, 50 hạt và xài là 220V. Thấy các bạn, đó.